Là chị khiêm tốn, còn chị đợi thôi rồi. Dạ thưa cha, con là Nguyễn Thị Miết này. Tên gì? Nguyễn Thị Miết. Nguyễn Thị Miết, rồi. Dạ, chị Miết bao nhiêu tuổi? 66 tuổi. Con ở tỉnh Bình Dương. Dạ con đạo Phật. Đạo Phật, rồi chị được tên gì chị Miết? Dạ con nhiều bệnh lắm cha, con bị khớp, rồi bị thoái hóa cột sống, thoái hóa cổ, rồi sỏi thận, rồi... Mà hôm đó con xuống đây là con đi không có được cha. Con đi 7 lần con đi được, cái tầng thứ 7 con đi, cái cha đẩy cho con một cái. Con chạy mấy mét cái về cái con hết luôn. Giờ chân đó. Chị nói to lên, chị kể lại coi là sao chị đi lần thứ 7 làm sao? Con đi 7 lần mà con không có hết. Cái con nói trời Chúa không thương con sao mà không cho con hết. Cái lần thứ 7 cái cha đặt tay cha đẩy con chạy mười mấy cỡ mấy mét con không té. Cái về cái con hết luôn. Hallelujah. Rồi con còn hai ơn nữa. Một đứa cháu con nó bị tai nạn, nó đứt dây chằng cha. Rồi con xuống đây viết thư khấn thì về bác sĩ không mổ. Rồi sắp lại mà con viết thư khấn về khỏi mổ mà nó hết rồi. Mà ơn thứ hai rồi còn lại ơn thứ ba là con đi xuống bệnh viện con khám. Rồi bác sĩ nó kêu con là bị ung thư. Dạ. Cái ung thư bao tử với lại ung thư dưới bụng. Cái con khóc quá trời. Con sợ con khóc, cái con nói con gái, con điện với gái con nói con ơi mẹ bị ung thư. Cái gái con nói là mẹ đừng có sợ, có Chúa mẹ đừng sợ. Cái con nhớ lời Chúa. Cái con nói là Chúa Giêsu Kitô, Chúa xót thương, Chúa chữa lành cho con. Vậy cái con về nhà cái 10 ngày cái con buồn quá. Con nói ung thư như vậy chắc chết thôi. Giờ có Chúa mà cứu con thôi. Cái bắt đầu con kêu khám má đi khám nữa đi. Cái 10 ngày con khám. Cái con xuống bệnh viện con búa, bác sĩ chữ con. Nó kêu bên Xuyên Á là nó giỏi nhất rồi, bà không tin mà xuống đây làm chi. Cái con nãy giờ thì con muốn khám lại thì tôi muốn khám mà bác sĩ cứ khám tôi. Cái con khám là con đi trước 2 ngày tại tháng 9. Là bác sĩ hẹn con là qua 2 tháng 9 xuống lấy kết quả. Cái con sợ quá con bỏ. Không đi, cái anh rể con đi. Má không đi con đi, cái xuống lấy là bác sĩ nói không có triệu chứng ung thư mà lại bị bướu bao tử với lại bướu với bụng mà bướu lành cha. Yeah. Hallelujah. Yeah. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn. Sao bà biết giáo điểm tin mừng bà chạy xuống đây? Con có thằng rể mà nó không, nó nói con không tin, nó không cho con hay. Con thấy nó nghe cái máy, con hỏi chứ ủa con nghe cái đài gì mà con mê mệt đó, con nghe hoài vậy. Cái nói ông cha giảng cho má mượn ngày đi. Cái con nghe ngày cái con nói chừng nào con đi xuống dưới hồi chủ nhật. Rồi chủ nhật mua cho má ăn cái về cái con nghe. Nghe cái từ đó sao nó đi nay con theo nó là được 11 lần mà. Thằng rể có đạo không? Dạ. Thằng rể nó có đạo gì? Thằng rể nó đạo. Nó đạo mà con gái con hay đạo theo. Bây giờ cha cho con cháu ngoại con đây lên làm chứng đi. Thấy thương lắm, xin Chúa đẻ được đó. Làm sao? Cho con kêu nó cho thằng Khống lên đây làm chứng rồi bay. Cha thấy thương lắm. Nó được ơn như là bà kể rồi. Nó xa lắm cho nên nó không biết đâu rồi. Còn ngoài nó chưa vô. Dạ. Rồi con giờ có con dâu cha. Nó mới cứ này là 3 tháng cái nó có bầu cái nó bị yếu thai. Cái con mới nói giờ thôi để con má dẫn chủ nhật này má dẫn xuống cha đặng rồi cầu xin Chúa với cha cầu xin. Cái má hồi qua cánh ra thai cha. Để giờ con xuống đây con cũng cầu xin cha là cho con sau này có bầu Chúa đó cho có bầu cho nó được nguyên vẹn để đẻ được cho thằng y cháu ngoại con chút nó lên cha thấy có đẹp lắm. Đây tôi gửi tặng cho cô giáo người dân tộc Thái. Đây là 10 cái máy nha. Rồi. Rồi. Còn đây là bà gửi tặng cho bà cái máy nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà. Bà đứng tôi đẩy cái bà lại đi chạy nữa bây giờ mau. Lẽ tôi đẩy chạy bây giờ. Thưa anh chị em. Thôi hết. Đây phải không? Đây hả? À đây. Bà ấy phải nói không bà? Không lên đó. Đây phải không? Phải nói đây không? Phải không? Phải không? Phải thống không? Không thấy đường, con không thấy đường. Con mờ lắm. Đây. Dạ, dạ. Đây, xin cho Chúa đẻ được thằng này nè cha. Xin Chúa đẻ.
Sao nó được lên gì? Bà bé lên, bé lên, bé lên, bé lên, bé lên. Nặng quá, bé không nổi. Đây là cái đứa cháu mà bà ấy bảo là xin Chúa đẻ đây. Làm cha. Tên gì? Tên gì? Con gì? Tên gì? Là Trần Hữu Thống. Trần Hữu Thống. Mấy tuổi? 3 tuổi. Ừ, đi tu không? Dạ có. Có. Rồi, đây cha gửi tặng cho con tấm móc khóa, cái đề can Chúa nha, để cho mất con đi tu nha. Nhà có máy chưa? Nhà có máy chưa? Có chưa? Có máy chưa? Con có rồi. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Con cha. Rồi, chào cha. À, cảm ơn cha. Nó nặng quá, bế không nổi thưa anh chị em.